Nếu được cử tri tín nhiệm bầu trúng cử vào đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2021-2026, thì bản thân tôi thì cũng sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, nhất là với kinh nghiệm 3 nhiệm kỳ làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, bản thân tôi tin tưởng mình sẽ làm tốt hơn nữa cái nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa mới. Và cũng xin được trình bày với cô bác một số cái nội dung mà bản thân tôi quan tâm. Thứ nhất, bản thân sẽ tiếp tục nâng cao học tập, nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, nhất là làm việc với tinh thần trách nhiệm vì dân mà phục vụ. Cái thứ hai là dành thời gian để mà tiếp xúc với cử tri, đặc biệt là lắng nghe ý kiến của cử tri, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Với cái trách nhiệm của mình, trong thẩm quyền của mình là giải quyết những cái ý kiến kiến nghị của cử tri, hoặc là vượt quá thẩm quyền thì báo cáo cho Hội đồng nhân dân cũng như là các ngành, các cấp để mà giải quyết các ý kiến kiến nghị của bác cử tri, nhất là những ý kiến kiến nghị mà góp phần cho phát triển chung của địa phương cũng như là của tỉnh. Cái nội dung thứ hai mà chúng tôi quan tâm đó là sẽ thực hiện tốt cái nhiệm vụ của người đại biểu, là tham dự đầy đủ các kỳ họp, các phiên họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhất là nghiên cứu kỹ các cái tài liệu văn bản trình tại các kỳ họp, và tích cực tham gia ý kiến thảo luận và biểu quyết các cái vấn đề về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Và nhất là trong nhiệm kỳ này, liên quan tới lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, thì bản thân tôi quan tâm đến 5 cái nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tập trung đề xuất tháo gỡ những khó khăn bất cập, yếu kém về quy hoạch, về đất đai, về đầu tư, để mà khai thác các cái tiềm năng lợi thế, nhất là cái tiềm năng lợi thế của đất đai, để trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển địa phương của chúng ta. Cái thứ hai là quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, trọng tâm trọng điểm để phục vụ phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới. Cái thứ ba là nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo đúng thực chất. Cái thứ tư là rà soát, bổ sung thực hiện có hiệu quả các cái chính sách của tỉnh về phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để tạo cái bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Rồi nâng cao năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Thứ năm là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án về an sinh xã hội, nhất là triển khai các chính sách về giảm nghèo bền vững theo chuẩn mới của Trung ương. Cái vấn đề lớn thứ ba thì bản thân sẽ tích cực thực hiện các cái chức năng giám sát của đại biểu Hội đồng dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện chính sách pháp luật và chấp hành nghị quyết của Hội đồng dân. Đây là một cái khâu hết sức quan trọng, cũng đây là một nhiệm vụ của người đại biểu. Bởi vì nghị quyết Hội đồng dân ban hành mà chúng ta không thực hiện cái kiểm tra giám sát thì cái hiệu lực hiệu quả nó cũng không đạt được yêu cầu cao.